giãn cách, nằm nhà vì dịch bệnh. Hôm nay tôi lại tiếp tục Sài Gòn lang thang cà phê. Sài Gòn vào những ngày cuối năm cũng rộn rịp hơn để chào đón Giáng sinh và năm mới. Chiều nay tôi hẹn hò với quán cà phê cùng anh bạn trẻ. Đó là cà phê Ngô Đồng, một quán cà phê khá quen thuộc và nổi tiếng với không gian âm nhạc đầy ắp những hoài niệm của Sài Gòn xưa. Nằm khuất trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp, cà phê Ngô Đồng chỉ là một ngôi nhà xưa cũ, không tô vẽ, màu mè, hào nhoáng. Chúng ta có thể sẽ không thấy nó nếu chúng ta không biết trước. Ngô Đồng không tồn tại trong chúng ta bởi vẻ bề ngoài nổi bật. Nó tồn tại trong chúng ta bởi những giai điệu thăng trầm đầy thổn thức của âm nhạc, bởi tiếng guitar thùng mộc mạc cùng những giai điệu vượt không gian thời gian. Đến với Ngô Đồng là đến với không gian của âm nhạc. Đến với Ngô Đồng, chúng ta có cảm giác như được trở về mái nhà xưa của chính mình vậy. Ngô Đồng cũng là tên thật của anh chủ quán, một chàng lãng tử thật sự với nguồn năng lượng đam mê như không bao giờ cạn. Anh chính là ngọn lửa đã nhóm lên và làm bùng cháy những cảm xúc âm nhạc nơi đây. Thật dễ thương và bản lĩnh, đó chính là chàng lãng tử Ngô Đồng, theo cách gọi của riêng tôi. Hôm nay một Noel đến rồi, từng đêm anh vẫn nguyện cầu, cầu cho ta mãi bên nhau. Đêm nay giao đường vang tiếng kinh cầu, nơi xưa mình anh đứng không thấy bóng em đâu. Giai điệu quen thuộc của mùa Giáng sinh lại vang lên, và ngọn lửa âm nhạc vẫn luôn bùng cháy nơi đây, cà phê Ngô Đồng. Đêm nay là đêm 23 tháng 12, ngày mai sẽ là Giáng sinh của năm 2021. Cái cảm giác bùi ngùi quen thuộc của những ngày cuối năm báo hiệu một năm nữa đã sắp trôi qua, với bao nhiêu buồn vui trăn trở. Thôi thì đêm nay chúng ta hãy cùng cà phê Ngô Đồng chìm đắm trong âm nhạc, cùng chia sẻ yêu thương với nhau khi còn có thể, bằng chính những cảm xúc của âm nhạc, bằng những câu hát vô thường. Thank you.
phố sương mù, phố chưa lên đèn, núi mặn lội nhớ mùa tranh bông lúa, từng sáng phố vẫn phải nhún Hãy subscribe.